Rồi á, mấy người giàu có ở đây một cách đó, đóng góp cho cộng đồng cũng không có, toàn là đại diện cộng đồng, dùng danh nghĩa cộng đồng đi xin tiền của Mỹ thì có. Còn việc này làm gì cho cộng đồng, toàn là tiền túi, tiền saving của mình không á. Mấy chục triệu mua núi Thiên Long Sơn, biết bao nhiêu triệu mua đất chỗ này kia, đó là sự thật. Làm chùa, làm tùm lum cho cộng đồng, cho con cháu người Việt của mình, cho mai hậu, mai sau nó có phong tục. Là từ tiền saving cả đời người, chứ là không có xin ai đồng nào hết. 6 số 0, không danh, không lợi, không vận động gây quỹ, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào. Gần đây á, thằng Trần Nhật Phong á, mình đâu có liên hệ gì với thằng này. Nó chẳng qua nó Houston, cái miệng nó rộng, nó quen nhiều người, thì nó tìm được miếng đất, thì nó chỉ mình mua, chỉ có mắc nợ nó là nó chỉ chỗ đó, chỗ này tôi thấy chỗ này bán được á, gần Houston, that's it. Chứ không có liên hệ gì hết. Vậy mà cái nhiều người cũng tưởng là mình liên hệ không. Ra chiến trường, ra trên truyền thông công cộng, hồn ai nấy dữ. Chuyện này chơi có ông mình, chẳng có chơi với cộng đồng Bắc Cali, chẳng có chơi với cộng đồng Nam Cali, cũng chẳng có chơi với cộng đồng Houston. Cái nồi cháo heo là ở đây, cái đậu hũ là miền Nam Cali, cái hũ tương là bên Houston. Mình chơi solo một mình, không chơi bất kỳ ai hết. Làm việc làm một mình, người chiến sĩ âm thầm một mình. Vậy mà cũng còn nhiều người xỉa xói nữa, không biết làm sao nói. Tiền cũng tiền của một mình, chẳng xin ai. Người hùng thì không dám nè bác. Nếu mà nó biết con là có máu anh hùng, nó không có tới để kiếm chuyện với con đâu. Con mà không có máu từ bi, con bỏ 1 triệu thôi, thằng nào kiếm chuyện với con, lực sư đánh nó cũng chết. Đụng ai đụng, đừng có đụng mấy người có tiền. Cái bà rồng lửa đó, bà mà ra khỏi tù á, những cái người mà kiếm chuyện với bà mệt lắm. Bà về được Canada rồi á, bà mướn lực sư dòng nước quậy cho tụi nó. Tiền của tao mày quậy cho nó đã đi, cái người đó cũng chết nữa đó. Ở Mỹ này nó đã có cái đó rồi. Lâu lâu tôi qua, tôi nói chuyện với ông Thổ Địa. Ông ở đó, ông coi tất cả tiểu bang Houston, mấy vị thần ở đó. Ngày đầu tiên tôi mua đất, tôi ở Cali, tôi chưa từng nhìn cục đất, nhưng mà tôi biết hết cục đất, và tôi biết được tương lai cục đất. Ông thần, ông nói là hàng sau này hàng tỷ người kéo về đó. Thì mới sáng tôi cũng nói chuyện với ông, thì ông lo hết trong vòng mấy trăm cây số, vòng vòng Houston là quản lý của ông, định của cha là thượng đế. Ông có một đống quân tướng của ông riêng. Thì hôm qua lâu lâu qua đãi ông, sáng giờ ông nói mừng quá, ngày qua mấy trăm năm nay không ai biết tới tôi, không ai chiếu cố tới tôi. Nếu mà anh ngon á, tôi xin cho ông cái miếu. Ông ở cái gốc cây, tôi mới chụp hình gốc cây nữa, là nó là chân của ổng ngay bờ sông. Mỗi lần tới mấy con cá nó nhảy đung đung đùng là nó mừng á. Cái mình hứa ổng hay để tôi làm cho ông cái dinh nha, mà chưa, bữa giờ chưa có làm. Với tôi mình sẽ làm 3 cái nhà để cho khi nước ngập lên á, mình cũng giống như nhà mọi vậy đó, mình lên cho nó mình ngồi mình chơi được. Rồi ổng hồi sáng ông nói là đông người. Có một số người trong cái nhóm qua kia phóng quế, không quế nghe, đi tiểu trong gốc cây bậy bạ. Cái mày mới nói xin lỗi ngài nghe, tại tôi chưa có nhà vệ sinh, tại vì mấy bác lớn tuổi đi theo rồi mất tiểu rồi thấy bài mấy cái lùm á, ổng thích. Thì trong đó mình đang thiếu cái restroom, thiếu cái miếu của ổng, cái đó là cái căn bản trước tiên. Còn tượng thượng đế, tượng Phật tôi đã đặt rồi, cả năm mới về. Thì bữa giờ cũng 4-5 tháng đang đục, đang đẻo. Cái tiền mình mua up to today, cái mảnh đất 100 mẫu là ngay đây, thì là thật sự mà nói, có trời làm chứng, 1,5 triệu cộng giấy tờ này nọ, coi như 1,50,000, 60,000 đi. Cái bây giờ tự nhiên bán cái bên là mình muốn mua luôn. Cái giờ qua đang nỉ vòng vòng, mấy thằng vòng vòng bán như cục ngay đây, cục đây, cục đây. Thì nhỏ đó mình sẽ lém láng hết. Bữa giờ gần 2 triệu tiền mặt, chưa xây gì. Mình định xây một cái building khoảng 30,000 square feet,
để làm một cái trình trong đó như là chỗ mình tập lại Tết, rồi mình nhân ra mình thờ cúng bên đời bên đạo bên, rồi mình đặt tượng mấy vị anh hùng của mình đúng không? Cỡ gần 15-20 triệu á, mà phần của Kiệt chỉ lo là miếng đất, phần của Kiệt chỉ lo là tượng của Thượng Đế với Phật Mẫu với mấy vị Phật. Còn phần của những cái người nào mà hiểu Kiệt làm cái gì, mà muốn góp sức cho lưu truyền năm cho hậu thế, thì cái việc nhào vô, tôi nghĩ anh cũng có phần á. Tôi nhìn tôi thấy rồi, mà anh già mà, cho nên anh gơ anh chung sức với tôi đi. Không, để tôi nói công thức nghe, mình tôi nói nghe, đừng có nghe mấy cái channel nào khác hay nghe người khác, ít miệng tôi nói đó là đinh đóng cột. Cái đó đó là một cái non profit làm chủ. Cái non profit nó sẽ có cái ban điều hành trong đó ít nhất 12 người, rồi nó sẽ sắp ly lại. Thí dụ như anh phát tâm một cái quán cơm chay trong đó, cái non profit sẽ sắp ly lại, anh sẽ mướn mảnh đất trong đó, thí dụ như 5.000 square feet anh xây cái nhà ở trong đó thì 1 đồng, tại non profit không có tính tiền. Nhưng luật sư nó thảo ra đó là quán cơm chay của anh Mắt Kiến đi, anh là anh Mắt Kiến đi, sẽ ký với cái bất vụ lợi này 100 năm làm để phục vụ cộng đồng, nhưng anh cũng phải lấy một chút tiền để anh không bị mất vốn. Nhưng mà anh lại có chân ở trong đó là một một người thiện nguyện. Thí dụ gặp một người có máu cải lương, ok, tôi muốn mở một cái lịch sử cải lương trong đó, thì cũng công thức y chang. Thì những cái tượng gì trong cải lương hay những cái gì mà của cải lương á, họ có quyền dùng cái đó là EBC cả lương ở trong khu đất như trên Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, mở ra cái này xin gây quỹ cộng đồng. Nhưng mà cái ban ở trên cái ly á, 1 đồng á, của 100 năm á, phải coi hay cái này chừng 10 triệu thôi, tại sao mày đi xin cái 100 triệu mày xin hoài vậy? Có nghĩa là mày lạm dụng của miếng đất, thì lại là người ta phải nói chuyện là không được. Nhưng mà xin là phải xin riêng cái tên ABC cả lương, chứ không phải dùng là Houston đi xin, Kiệt Ngô sinh hay là Thiên Long Sơn sinh. Kiệt Ngô này chưa từng sinh tiền ai, tại một đời này Kiệt sẽ về trời, không có muốn mắc nợ thế gian đâu. Nhưng mà trong đó là của cộng đồng. Phật nói á, cha mẹ nó dạy á, nó phải nhiều bàn tay góp vô, nhiều người có cái phước vô, thì cái miếng đất mới là con cháu của người Việt lưu vong. Con người em bây giờ không có cần tiền, nhưng mà cái danh dự và cái tiếng tăm của em đưa một người tầm bậy vô đó, nó vô á, thí dụ như em đưa Hoàng Duy Hùng vô hay là em đưa Hoàng Kiều vô, ổng tối ngày ổng mở show gái nhảy đầm chổng, nó đâu có còn Thượng Đế với Phật trong đó nữa. Nó phải cùng gọi là cùng chí hướng lo cho tương lai con cháu mình, để cho nó có thành tài ở Mỹ để nó về nó giúp nước. Mục đích của mình là vậy, để cho anh đừng có quên cái nguồn gốc của người Việt của mình, tiếng Việt của mình. Trong đó sẽ có cái trường Việt Nam á.